Sau cú gạt tay gần đây làm cho Coca-Cola thua lỗ 4 tỷ USD, có thể thấy Cristiano Ronaldo là người cực kỳ healthy care. Chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ như thế nào? Bóng đá là một môn thể thao vận động khá nhiều, đòi hỏi sự dẻo dai của các khớp vì bộ môn này thường vận động mạnh. Như chúng ta đã biết, các cầu thủ bóng đá ngoài việc rèn luyện sức bền và chiến thuật thì việc ăn uống cũng rất quan trọng. Hãy xem thực đơn của các cầu thủ đội tuyển nổi tiếng trên thế giới để xem họ ăn có khác chúng ta như thế nào nha. 1. Cầu thủ Trung Quốc có chế độ rất khác người. Các fan bóng đá hẳn còn nhớ một vài năm trước rộ lên phong trào các ngôi sao bóng đá ồ ạt sang Trung Quốc thi đấu vì mức lương cao ngất ngưỡng, đúng không nào? Tạp chí Kicker Đức đã có một phóng sự về việc những khác biệt trong sinh hoạt mà các cầu thủ phương Tây có thể phải đối mặt ở Trung Quốc. Mọi thứ đều khác biệt so với bóng đá phương Tây, từ tinh thần thi đấu, cách thức tổ chức giải đấu, đặc biệt là thức ăn. Trung Quốc rõ ràng không phải là nơi đem đến cho các cầu thủ chế độ dinh dưỡng lý tưởng. Cựu cầu thủ Bắc Kinh Renhi Zivadan Miximovic chia sẻ: "Trước trận đấu, chúng tôi lại được cho ăn món tôm hùm và những món nhiều carbohydrate." Miximovic tiết lộ, người đồng đội Sijad Salihovic ở Bắc Kinh không thể làm quen với chế độ ăn này nên đã phải ăn cơm, mì liên tục trong suốt một thời gian dài. Ngoài chế độ ăn, chế độ chăm sóc sức khỏe của các cầu thủ cũng khác. Cách chữa bệnh của bác sĩ Trung Quốc cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Bác sĩ của đội tuyển Renhi rất thích sử dụng y học cổ truyền Trung Quốc, chẳng hạn như châm cứu. Miximovic cho biết phương pháp hồi phục này chẳng đem đến lợi ích gì cho bóng đá cả. 2. Cầu thủ của Việt Nam, ăn uống đối với vận động viên thể thao, nhất là vận động viên thành tích cao, cần phải hiểu ăn một cách khoa học. Nôm na là ăn đủ chất dinh dưỡng theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng đưa ra, chứ không phải ăn cho sướng cái mồm. Nhiều vận động viên các đội tuyển của ta khi ra nước ngoài thi đấu vẫn chọn cách ăn mì gói, chả, ruốc, lạp xưởng, nước mắm, v.v. mang sẵn từ Việt Nam sang. Vậy thực chất, họ được ăn những món gì trước và sau mỗi trận đấu? Để có thể lực tốt, ví dụ như đội tuyển U23 Việt Nam cần thực đơn khoảng 4.000 kcal mỗi ngày, trong khi mức bình quân ở nam giới chỉ khoảng 2.700 kcal. Để có cơ bắp chắc, không bị chuột rút, phải ăn nhiều protein. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là các món ăn như là mầm lúa mì, trứng, sữa chua, các loại đậu. Trong thành phần bữa ăn, tinh bột sẽ chiếm 60-70%, chủ yếu là hạt ngũ cốc, gạo và khoai tây, protein và liquid từ các loại thịt, vitamin và khoáng chất từ rau, hoa quả tươi và có thể phải uống cả bổ sung thêm. Khi ăn uống, không nên ăn uống quá nhanh và quá nhiều một lúc để tránh máu bị loãng. Ngoài ra, sở thích đặc biệt của tuyển thủ Việt Nam và thầy Park là họ thích ăn bún đậu và phở bò. Một điều đặc biệt là họ sẽ quan sát nước tiểu thường xuyên để biết cơ thể có được cung cấp đủ nước hay không. Thường là dựa vào màu sắc của nước tiểu vào mỗi buổi sáng. Nếu nước tiểu có màu nhạt thì là đã đủ nước, còn nếu màu vàng càng đậm thì cần bổ sung nhiều nước ngay để không bị mất sức khi tập luyện. 3. Siêu sao bóng đá thế giới ăn như thế nào? Sau cú gạt tay gần đây làm cho Coca-Cola thua lỗ 4 tỷ USD, có thể thấy Cristiano Ronaldo là người cực kỳ healthy care. Cristiano Ronaldo tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống. Theo tiết lộ của đồng nghiệp, Ronaldo hạn chế ăn những thực phẩm đã qua chế biến và đặc biệt là không bao giờ sử dụng nước có gas, đồ uống chứa cồn. Thay vào đó, ngôi sao sơn cỏ này thường xuyên sử dụng những thực phẩm giàu protein, rau xanh và trái cây tươi. Đặc biệt, cổ máy ghi bàn không bao giờ bỏ bữa sáng. Chỉ tính riêng khối lượng thức ăn mỗi bữa sáng của Ronaldo đã gấp 3-4 lần người bình thường. Thực đơn cho bữa sáng của chàng bao gồm có dăm bông, phô mát, bánh mì tơ, bánh sừng bò, sữa chua, trái cây tươi, nước ép hoa quả. Ronaldo đặc biệt là thích ăn cá. Hầu như cá là món ăn không bao giờ thiếu trong các bữa ăn của anh. Bữa trưa CR7 thường ăn cá tuyết, cá kiếm, trứng, hành tây, cà chua. Bữa tối Ronaldo vẫn ăn uống đầy đủ như hai bữa chính trong ngày. Còn Messi tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh do chuyên gia dinh dưỡng đề nghị như là pasta cùng với cá ngừ hay là súp có nghệ và gừng. Thực đơn hàng ngày của anh cũng bao gồm rất nhiều rau xanh cùng với gạo lứt, trái cây tươi cùng các loại ngũ cốc nguyên hạt. Bữa ăn sáng hàng ngày của Neymar bao gồm lòng trắng trứng cá, rau chân vịt, sữa 1%, ức gà, gạo nứt cùng cải Brussels, đậu lăng. Mỗi tuần Neymar tập luyện khoảng 6 ngày với các bài tập tim mạch, sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, Neymar còn thường xuyên bổ sung thêm protein dưới dạng là đồ uống. Bốn, các tuyển thủ trong giải đấu Premier lớn nhất nước Anh. Premier League vẫn nổi tiếng với lịch thi đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Vậy chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ ở đây có gì đặc biệt, nhất là trước mỗi trận đấu? Adam Lallana của Liverpool từng tiết lộ anh phải ăn đến 8 bữa trong một ngày nhằm đảm bảo thể lực thi đấu 2 trận trong vòng 44 giờ liên tiếp. Thực đơn chứa ít nhất 60% carbohydrate hoặc nhiều hơn nhằm cung cấp đủ năng lượng cho cơ bắp chân. Các nguồn cung cấp carbohydrate phổ biến có thể kể đến là gạo, mì ống, bánh mì ngũ cốc, bột yến mạch, ngũ cốc ăn sáng, trái cây hay là rau dền, được sử dụng chủ yếu bởi các cầu thủ Nam Mỹ. Cụ thể, nếu một trận đấu bắt đầu vào lúc 20 giờ thì các cầu thủ phải nạp năng lượng đáng kể vào lúc 16 giờ đến 17 giờ như một bữa trưa thứ hai, với thực đơn có thể bao gồm một chiếc bánh sandwich, một đĩa súp và một chiếc bánh đậu phộng. Sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ cần bổ sung carbohydrate và protein từ các loại nước uống tăng lực, nước sinh tố trái cây hoặc các loại thực phẩm giàu protein như là sushi, cá hồi nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi cơ bắp diễn ra nhanh hơn. 5. Ăn gì để vô địch Champions League?
Bayern Munich giành cú ăn 3 mùa này và một trong những bí quyết giúp họ thành công vang dội nằm ở chế độ dinh dưỡng. Bí mật này mới được đầu bếp nổi tiếng nhất nước Đức và cũng là đầu bếp của Bayern Munich tiết lộ. Chế độ dinh dưỡng của các vận động viên cần phải đa dạng và cân đối để đạt phong độ tốt. Các cầu thủ cần bổ sung đầy đủ protein và vitamin chất lượng cao. Cách lý tưởng nhất là bổ sung từ các loại rau củ quả có màu sắc khác nhau. Trong khi đó, carbohydrate tốt nhất có trong khoai tây, gạo hoặc là mì ống. Ở Bayern Munich, bữa sáng thường có ngũ cốc muesli với phô mai hoặc là sữa chua kèm theo hỗn hợp gia vị và dầu omega 3. Vào buổi trưa, đầu bếp chuẩn bị thịt gà với rau pina, rau chân vịt và còn có khoai tây nữa. Còn buổi tối là phi lê cá hồi ăn cùng với salad. Ở Bayern Munich, các đầu bếp không sử dụng dầu ăn để nấu nướng vì chất béo được đun nóng quá 100 độ không tốt đối với cơ thể. Các axit béo không no bị phân hủy và chất béo cũng không còn giá trị dinh dưỡng. Các cầu thủ chỉ được ăn sô-cô-la đen với liều lượng cho phép và những khoảng thời gian nhất định do quản lý dinh dưỡng chỉ dẫn. 6. Chế độ dinh dưỡng đưa Liverpool quay về đỉnh cao. Sau thành công của Liverpool, không chỉ ở tài năng của các cầu thủ mà còn được nhắc nhiều về chế độ ăn uống gắn liền với một người phụ nữ. Cô Neymar là người trực tiếp giám sát đội ngũ đầu bếp của Liverpool. Cô chủ động thiết kế lại canteen ở Melwood theo hướng thân thiện với cầu thủ, nơi mà trái cây, hạt ngũ cốc, granola, sữa chua, nước ép hoa quả và salad tự chọn luôn sẵn sàng phục vụ. Sau mỗi trận đấu tại Anfield, để cầu thủ có thể nạp nhanh nhiên liệu, cùng với đó thường là thịt gà, thịt cừu, bông cải xanh, hấp cách thủy hay hỗn hợp khoai tây nghiền với bí ngô cùng với các loại nước sốt khác nhau. Có hai thứ gia vị mà đầu bếp Liverpool phải nhất định tuân thủ theo chỉ đạo của Neymar: mật tỷ lệ kali cao hơn dùng thay cho đường trắng và muối biển. Nguồn cung cấp natri tự nhiên được ưu tiên tuyệt đối thay vì muối ăn thường. Các cầu thủ Liverpool ngoài điểm chung duy nhất là phải ăn đủ 4 bữa một ngày thì mỗi người theo một chế độ dinh dưỡng hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào thể hình, chiều cao, cân nặng. Việc quan trọng về chế độ ăn uống của các cầu thủ giúp Liverpool thổi bay tất cả các đối thủ trên hành trình đăng quang Premier League 2019-2020. Trước Liverpool, chưa từng có câu lạc bộ nào trong lịch sử của bóng đá Anh lên ngôi vô địch sớm tới 7 vòng đấu. Có thể thấy cầu thủ Việt Nam và thế giới họ đều có thói quen ăn uống vô cùng khoa học, được tính toán kỹ lưỡng với thể trạng của từng người. Các cầu thủ Việt Nam tuy có sở thích ăn uống dân dã và gần gũi với các món đặc trưng của Việt Nam, còn các cầu thủ trên thế giới họ vẫn đảm bảo một chế độ ăn khoa học, đôi khi các món ăn còn cầu kỳ và đắt tiền hơn. Bạn cũng có thể tham khảo áp dụng một chế độ ăn khoa học sau khi xem video này đó. Bạn thích chế độ ăn của tuyển thủ nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới phần comment nha. Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên cho Tớ Bí Ẩn một like, chia sẻ và đăng ký kênh để có thể xem được những video hấp dẫn hơn sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.